Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tùng kinh gặp nạn. Lần đầu tiên Hòa Thượng đọc kinh Địa Tạng, Ngài như bắt được của báo. Ngài phát tâm mỗi ngày quỳ trước bàn Phật, chân thành tụng kinh Địa Tạng. Không ngờ lúc Hòa Thượng ở chùa Tam Duyên niệm kinh trước điện Phật lại gặp nạn sỉ nhục. Đúng là muốn học tốt, quan nghiệt tìm, muốn thành Phật trước thọ ma. Hòa Thượng kể: bây giờ tôi nói cho các vị nghe về cái quá trình tụng kinh Địa Tạng của tôi. Mùa đông, năm tôi 15 tuổi, là lần đầu tiên thấy kinh Địa Tạng. Trước đó tôi không biết gì về kinh Phật. Có một cơ hội ngẫu nhiên đưa đến, tôi phát hiện ra quyển kinh Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Tôi chỉ đọc qua một lần đã khiến tôi cảm động không nguôi. Ngài Địa Tạng thật quá từ bi tha thiết đối với chúng sanh, mà chúng sanh lại không biết. Từ bi thay Địa Tạng Bồ Tát. Do đó tôi phát tâm mỗi ngày quỳ trước bàn Phật, kiên thành tụng một bộ kinh Địa Tạng. Tụng một bộ kinh cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mặc quần vải, sàn chánh điện thì lót gạch. Tôi chỉ chú tâm tụng niệm kinh, đầu gối bị trầy, tôi cũng không biết đau. Càng tụng càng thấy vui. Nhưng khi tụng đến 100 ngày thì bị ma chướng nên tôi phải đình chỉ. Người tu hành nếu không dụng công tu hành sẽ không có ma lại khảo nghiệm. Nếu có chút thành tựu, ma sẽ tới khảo nghiệm coi các vị có định lực hay không. Lúc tôi tụng kinh Địa Tạng, có một vị cư sĩ đến chùa cúng dường. Ông ta thấy tôi quỳ tụng kinh, bèn khen tôi với các người khác rằng thầy đó dụng công như vậy, tinh tấn hết sức. Khi vị cư sĩ đó vừa đi khỏi là các thầy ở trong chùa ráp lại mắng tôi: thầy làm bộ làm tịch cố ý cho các cư sĩ thấy như mình đây tu hành dữ lắm, đó là thầy Phan Duyên đấy. Lúc đó tôi cũng không cãi lại, mà tự trong tâm mình biết là vì muốn tu hành nên mới tụng kinh thôi. Nhưng từ đó về sau, tôi thường bị la rầy một cách vô lý. Như trước khi tụng kinh, các thầy mắng tôi là đồ giả đò tu hành. Tụng kinh xong lại bị mắng là giả đò tu hành, giả bộ xong rồi hả? Ngày nào tôi cũng bị mắng như vậy, nhưng tôi đều nhẫn chịu, chẳng nói lại một tiếng nào. Tụng đến 100 ngày thì ma chướng thật đến. Một hôm, ngay giữa lúc tụng kinh Địa Tạng xong, một vị đại sư huynh chạy đến trước mặt tôi, không nói năng gì, rồi đánh cho tôi một trận và mắng tôi rằng: thứ chú mày trốn ở đây để khỏi làm việc hả? Mọi người ai nấy đều làm việc, còn chú mày ở đây giả vờ tụng kinh để biểu diễn cho người ta thấy à? Chùa này không có chỗ cho chú mày tu đâu. Chú mày có công đức gì mà ở đây tu hành chứ? Thế là tôi đình chỉ không tụng kinh Địa Tạng nữa. Tu hành không phải là chuyện dễ, thời thời khắc khắc đều gặp chướng ngại. Tôi sống trong nghịch cảnh ấy vốn không thối chí, mà vẫn tinh tấn như thường lệ. Ngày nay các vị quá ư hạnh phúc gặp được đạo tràng tốt như vậy, vì không bị ai mắng, cũng không bị người đánh, tự tại biết là bao. Tôi hy vọng các vị luôn tinh tấn, chớ biến lười. Ha ha ha,